Chào mừng tất cả các bạn đã tới với live stream của Chú Hoài Bảo. Và đây là chuyên mục Mèo Cú Bích, nơi mà tâm sự, tình cảm, tâm linh, các kiểu. Nói chung là cái này đơn giản chỉ là tâm sự, tình cảm thôi cả nhà yêu. Cú Bích, nơi mà tâm sự. Cứ xe ra coi. Tại vì hôm nay live ở trên Pets á, cho nên là sẽ có một số bạn không có biết. Live ở trên Pets. Quên cái chai nước suối ở dưới đó là hello Trần Bảo Bi, hello Trương Thị Nhớ, hello Gia Hân nha, hello Nguyễn Uyên nha, Hacker, hello Trần Dung. Bảo bảo ủ đồ, không có đồ nhăn lắm, xấu lắm. Bảo muốn bảo xuất hiện trong cái tình trạng mà xấu xí ha. Âu sầu 66 đâu. Nó muốn là bà xuất hiện trong tình trạng xinh đẹp đó mọi người. Hello Quỳnh Quỳnh nha. Hello Hạnh Nguyễn nha. Rồi trải thòng cái xong rồi mình sẽ bắt đầu chương trình Mèo Cú Bích nha. Theo dõi lâu rồi để lần đầu tiên nhận được thông báo á. Hello Định Hùng Cường nha. Thì giờ sau đây, sau mốt á, giờ sau thì Bảo sẽ live stream ở trên page. Cho nên các bạn hãy nhớ là like cái page của Bảo nha. Mốt á, anh kêu là anh ơi hello anh đi, anh sẽ, nếu mà anh thấy sẽ hello lại. Đừng có ghi cái kiểu em theo dõi anh một năm hơn rồi, kiểu mà giảm như là bắt ép anh hello á. Thảo Nguyên nó không có khiến cho tâm trạng anh vui vẻ đâu nha em nha, Thảo Nguyên nha, hello em Thảo Nguyên nha, chỉ cần hello anh là được rồi, đâu cần phải thêm cái câu đó vậy đâu em. Có nhiều bạn anh hello rồi mà vẫn kêu kiểu vẫn hello hoài kìa, nó không hiểu ra luôn nha. Chỉ cần hello anh là được rồi, hello Ngân Ngân nha, hello Kim Min Min, má Bảo, trời ai tên má Bảo luôn vậy, hello má Bảo, ai tên má Bảo luôn vậy. Hello Tay Tay. Các bạn share livestream đi nha. Đủ hả tạc cỡ 800 bạn thì mình sẽ bắt đầu hả vào cái chuyên mục Mèo Cú Bích nha mọi người. Hello Bảo Văn Chí Hịnh nha. Ủa sao không đi học vậy em? Hello chị Vi nha, hello Kim Anh nha. Tới vô đây mình xem cái live stream về. Sao để chơi để xe u a sao để u a. Hello Đặng Võ Đức Duy nha các bạn ơi, câu chuyện đau khổ của em vẫn chưa hồi đáp. Tào Gia Hưng ơi, rất là nhiều bạn gửi và message cho anh, và em có biết hả là ngoài những cái tin nhắn đặc biệt nha, có mấy bé bà không biết, có mấy bé vô chứ không có gửi cái, không có cái chuyện gì hết, chỉ vô hai anh thôi. Có rất nhiều bé như vậy, em hiểu không? Ngoài những cái việc á, mà ngoài những cái chuyện á mà người ta gửi cho anh nè, còn có những bé vô kiểu hai anh, ủa anh đâu rồi, ví dụ vậy. Rất nhiều bé vậy, nó spam, nó chỉ vô nó nhắn có một cái icon thôi, khiến cho cái hộp thư của Bảo nó dài vậy nè. Rồi em nhắm coi là Bảo hả phải hả vừa xóa vừa đọc bao nhiêu lần để có thể tới được với lại cái message của em. Thì thật sự là Bảo cũng đã cố gắng hết sức rồi, Bảo chỉ có một mình Bảo thôi, em hiểu không? Bảo không có thể nào mà Bảo hả có thể mà trả lời hết tất cả các message được, mà mình chỉ có một ngày thứ ba. Mình chỉ có một ngày thứ ba thôi. Và một cái ngày thứ ba đó thì biết Bảo chỉ trả lời tầm 5 câu, bởi vì tầm 5 câu hoặc 6 câu, 7 câu, có những câu nó ngắn gọn thì Bảo trả lời ngắn gọn. Bởi vì nó khi mà mình đọc một cái case nào đó, mình phải phân tích rồi mình phải đọc lại cái lời người ta nói để cho những cái người mà xem livestream nó nắm bắt câu chuyện nữa, thành ra rất là dài. Cộng với mấy cái đứa mà nó vô á, nó chỉ nhắn một cái icon, nó thả thành một đống dài nè, toàn mấy đứa nít không. Mấy đứa nít đó, nó vô á, nó muốn nói chuyện á, nó không biết làm gì, nó vô nó thả icon, nó vô thảm đóm gì đó.
không có bực mình, thiệt sự đó là người ta cũng thích mình, mấy bé nó cũng thích mình, cũng thích nghe chuyện ma này nọ, nó vô nó spam ai kênh nó để nó gây chú ý với lại mình thôi. Nhưng mà nó làm vậy thành một đống dài vậy nè, các bạn nghĩ đi, các bạn đi phải bấm vô đọc để coi coi có phải là người ta gửi cho mình không. Nhiều khi mà mình xóa lộn nữa, mình phải bấm vô từng cái tin nhắn, nhiều khi lỡ người ta gửi mà mình xóa lộn sao, bấm vô coi, bấm vô coi, bấm vô coi rồi xóa, rất là mệt, rất là cực. Nhưng mà bảo không phải, nó kể là kể cực, các bạn nghe là bảo cực, chỉ là bảo chị đang nói cái khó khăn của bảo để dẫn tới cái việc á mà không thể nào mà trả lời hết được tất cả các mess của các bạn mà phản hồi được hết. Nói chung là mình có duyên với lại bạn nào thì mình sẽ trả lời mess của bạn đó thôi. Hello Thịnh Quốc nha, hello Đậu Hiếp nha, cảm ơn em nha Lâm Lâm. Hello Lan Ngọc Lan nha. Rất khó mà để hả trả lời hết tất cả các message của các bạn, 800 bạn thôi. Mình sẽ bắt đầu vô chương trình Mèo Cú Út ngày hôm nay nha mọi người. Bảo cũng muốn cho một tí nhạc lắm nhưng mà Bảo sợ bị bản quyền này kia lắm. Buổi trước á, nhạc của Bảo đã duyệt rồi mà Bảo vẫn không hiểu lý do tại sao mà nó vẫn bị bản quyền của mọi người. Cho nên là tuy rằng mình làm mà mình làm về cái vấn đề mà tình cảm, nhưng mà mình ráng mình mở series, mình mở chuyện ma nha mọi người. Mình mở chuyện ma nha. Mặc dù làm tình cảm. Cho nên các bạn hãy share livestream để ủng hộ Bảo nha. À, và trong cái lúc mà hả Bảo hả làm Bảo đọc những cái case này á, các bạn có thể comment những, nếu mà các bạn gửi tin nhắn cho mà Bảo lâu rep quá đi, bạn gửi trực tiếp trong livestream này luôn, Bảo đọc, Bảo thấy, Bảo trả lời luôn. Nó tiện bởi vì á là do là mấy cái bé nó spam quá đi thành một cục. Bây giờ Bảo cho các bạn xem cái hộp thư này, nhìn mà mệt lắm. Nó spam. Anh ơi em nè, không hiểu là gì luôn á. Ba một đống nè. Nè, anh ơi em buồn quá, hôm nay em họp phụ huynh nè. Đó, tụi bay thấy tức tức không? Anh ơi em buồn quá, hôm nay em má em họp phụ huynh về chửi em cũng nói nè. Bây giờ tao thấy tao mệt không? Anh ơi buồn quá, hôm nay là ngày họp phụ huynh, em phải làm sao đây? Hôm nay là ngày họp phụ huynh, nó cũng thông báo nữa. Ngày mai giỗ tổ Hùng Vương nó cũng thông báo nữa anh ơi, hôm nay là ngày họp phụ huynh của em. Mệt quá. Trời ơi. Nó vô nè, có nhiều đứa nó vô, nó nhắn nó chỉ thả có cái này thôi. Thả cái nút like nè. Xong rồi nó thả cái này là cái tin nhắn tự động của mình bảo, mà có nhiều đứa nó vô thả cái nút like xong nó thả thêm nút like nữa. Rất nhiều đứa như vậy, thành ra cái tin nhắn của bảo nó dài vậy nè. Rồi sao chuyện ma đọc sao, rồi sao chuyện cu bích đọc sao, các bạn phải thông cảm cho bảo. Bảo cũng mệt lắm đó. Làm này không dễ đâu, bởi vì cái phân khúc của bảo là những bé trẻ con, là những bé trẻ con nó xem chuyện ma. Đâm ra là cái việc mà làm mèo của Bích á thì nó vô trọng, nó thấy vô đây nói chuyện đúng không, nó vô trong nó nói mục đích chỉ là để nói chuyện và được nói chuyện và chú gây chú ý với mình thôi. Thực sự đó là tình cảm của nó, nhưng mà đây là công việc á, cho nên là thành ra mình làm nó mệt, mình nói là mình xóa nó mệt. Nó vô nó chỉ thả có cái like vậy thôi mà nó cũng vô nhắn nữa, nó có tâm sự gì đâu, nó vô nó thả có cái nút like à, nó để cái icon rồi thôi, nó vậy đó. Xong nó vô nó, hôm nay em họp phụ huynh nè, xong nó thông báo là hôm nay em có tiết văn nè, xong nó nói hôm nay em có đi học tiếng Anh nè. Nó vô nó kể gì đó, nó cái chuyện gì đó. Hello, xong rồi, nè, không có gì hết nè, hello, like, đó. Tụi bay nghĩ coi, tụi bay xóa một ngày một đống tin như vậy, tụi bay chịu nổi không? Mà tụi bay kêu tao hả, ủa sao lâu quá, không thấy rep mèo của Bích. Cho nó vô, hello, it's me, cái xong đi ra. Nó thả cho một cục cứt vậy đó, xong đi ra bây giờ hả một đống cứt vậy đó, rồi xong rồi xá 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 mệt tới mẹ luôn. Case đó thì nó bị những cái tin nhắn nhiều 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 bé, tại vì có con nít mà nó biết gì, nó vô nó nói chuyện với mình thôi là thấy nó mừng rồi. Nó thấy mình để hả là hả tin nhắn có sẵn á, tại vì bay nó có để tin nhắn có sẵn, ví dụ mà bạn nhắn cho bảo là bảo sẽ có một cái tin nhắn lúc nào nó cũng lập trình sẵn á, nó trả lời, các bạn hiểu không? Thì nó nghĩ vậy, không nó nói hoài luôn, mà mình có cái lập trình đó, mình nó cứ nói hoài, nó cái lập trình đó nó cứ hiện lên hoài, mà nó cứ nói hoài, nó để icon hoài.
đó nè, nữa nè, một đứa nữa nè, đó cứ like rồi like vậy đó, cứ vô vậy đó, tao mệt quá. Tụi mày hỏi coi làm sao mà tao đọc hết được tất cả các tin nhắn. Phải thông cảm cho Bảo chứ. Bảo cũng mệt lắm mà cũng cố gắng hết sức rồi. Bảo cũng cố gắng hết sức rồi, các bạn hiểu không? Rồi còn 27 nữa thôi, mình sẽ bắt đầu vô mình làm chuyện chuyện của ngày hôm nay nha. 27 nữa thôi, mình sẽ bắt đầu làm chuyện của ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu sắp rồi, 800 bạn, chờ đừng có xuống đây mát. 800 bạn đi, các bạn ơi lên giùm mình đi, các bạn share giùm mình đi cho mình làm. Thiệt. Các bạn alo, anh ghê. Làm cái này phải chịu đó em. Tìm người yêu trong like. Bữa bảo có cái chuyên mục tìm người yêu trong live. Thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn nha mọi người nha, mọi người nha. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu tới một cái chuyên mục mèo cú bích của ngày hôm nay nha mọi người. Rồi bây giờ bạn sẽ bắt đầu đọc những cái câu hỏi. Được rồi. Ok. Rồi. Để xíu. Từ chút gì đẩy đẩy chuyện cá rồi cái đã. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha, mình sẽ đọc một cái cây đầu tiên. Rồi ok, chúng ta sẽ tới với một một cái cây đầu tiên từ một bạn có biệt danh tên là chó con nha mọi người. Thì á là bạn chó con gửi một cái message như thế này: em có một câu chuyện muốn chia sẻ và xin lời khuyên từ Bảo. Em sinh năm 2K1. 2K1 là tới bây giờ hình như là cũng đã thi đại học rồi đúng không ta? 2K1 cũng 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 đã thi đại học rồi. Có một anh lớn em 4 tuổi tỏ tình với em đã từ chối nhưng anh ấy lại muốn kiểu mưa dầm thấm lâu. Anh ấy làm bạn với em rồi chia sẻ mọi thứ. À có nghĩa là anh chàng này á, cái anh chàng hơn mẹ hơn cái bé chó con này á, bốn 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 tuổi á, thì cái anh này sau khi mà đã tỏ tình với bé này á thì cái bé này đã từ chối nhưng mà cái anh này vẫn nhất quyết không bỏ cuộc nha mọi người, never give up. Anh này đã vẫn kiểu muốn làm bạn với bé này, là gì, muốn làm bạn để tiếp tục ở bên bé này, và sau đó là giống như là muốn kiểu mưa dầm thấm lâu á để bé này hiểu được tình cảm của anh ấy. Rồi ảnh luôn nhắc nhở em rằng ảnh vẫn luôn chờ em. Gu của em lại là người lớn tuổi hơn mình nên em cũng suy nghĩ rất là nhiều. Con gái mà sau một thời gian như vậy em quyết định tỏ tình ngược lại. Tại sao vậy em? Em có thể hả mơn trớn nó bằng bằng cái sự kiểu em có thể thả, em có thể hả đẩy đưa nó và để kia mơn trớn, em có thể ra đèn xanh ra dấu hiệu cho nó mà đâu có cần nhất thiết mà em phải tỏ tình với nó đâu. Bởi vì dù gì nó cũng rất là mê em rồi, nó cũng rất là thích em rồi. Kể cả hả là hả em từ chối nó như vậy nhưng mà nó vẫn muốn ở bên em, mà nó vẫn muốn hả trở thành một người bạn của em và để từ từ chờ cái lời chấp nhận từ em, mà đâu cần nhất thiết em phải tỏ tình với nó đâu. Trời ơi, em chỉ cần đưa một cái dấu hiệu đèn xanh thôi hả là nó hả sẽ hả tiến tới liền luôn á, chứ không có cần phải mình đi tỏ tình vậy. Nhưng mà thôi, cái đó là cũng là em đã quyết định rồi, vậy cũng là làm rồi. Rồi không ngoài dự đoán anh ấy đã đồng ý nhưng anh ấy muốn xác định chắc chắn hơn, anh ấy nói là anh ấy rất dâm. What the fuck? Anh ấy nói là anh ấy rất dâm là sao? Nó muốn đụ nhỏ này hay gì hả? Ủa tự nhiên cái hả đồng ý làm người yêu xong cái tự nhiên cái hả xác định là anh ấy muốn xác định là anh ấy rất dâm. Ủa là sao? Ủa tự nhiên dâm, ủa tự nhiên thông báo với em là anh ấy là dâm, anh ấy là dâm dâm công tử vậy? Từ để mình đọc tiếp nha mọi người. Em có thể chịu nổi tính của anh không? Em hỏi dâm như thế nào? Trời ơi, gặp mẹ này nữa. Dâm như thế nào? Trời ơi, căng vậy mọi người, cái khúc này căng quá. Dâm như thế nào? Anh trả lời: những lúc có nhu cầu về sinh lý, anh muốn nhìn ngực của em, chỉ muốn nhìn và không đụng chạm gì cả. Em ơi, khi mà nó nói tới như vậy luôn rồi á là có nghĩa là nó còn muốn làm nhiều hơn là như vậy nữa, chứ không có phải là chỉ đơn giản là nhìn ngực đâu em. Sao em thông, ủa
Sao em tin ngựa vậy? Nó nói vậy là em tin hả? Có vậy đâu. Ủa tự nhiên giờ nó đang chở em đi ngoài đường, cái nó mắc ỉa quá, nó cần phải đi vô khách sạn để nó ỉa em đi chung nó. Em cũng tin là nó vô rộng nó ỉa thiệt hả? Trời đất ơi, ủa tự nhiên đi chơi cái mắc ỉa cái phải vô khách sạn ỉa. Ví dụ vậy em cũng tin đó hả? Trời ơi, sao con bé này dễ tin người. Bởi vậy nó nói là mấy cái đứa mà nhỏ nhỏ tuổi đó, 21 đó là không có nên mà hả. Còn nhỏ quá, nói chung là mấy đứa còn nhỏ quá, không có thể nào mà thứ nhất là không kiểm soát được cảm xúc, thứ hai đó là chưa có trải nghiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm á, thì sẽ rất dễ bị dụ. Mấy đứa mới lớn nó rất là dễ bị dụ. Bởi vậy mới nói rồi sao rồi. Gì? Chỉ muốn nhìn và không đụng chạm gì. Em thấy điều đó rất biến thái. Dù biết mỗi người đều có nhu cầu riêng trong tình yêu, em không thể làm điều đó được. Nên là cả hai đã không tiến tới, dù em tỏ tình thành công. Sau đó tự nhiên em làm đúng rồi đó. Sau đó tự nhiên anh ấy nói xin lỗi. Bởi vì em biết sao không, tự nhiên mới yêu, mới chấp nhận quen thôi mà nó đã nhắc về cái nhu cầu tình dục liền rồi. Trời ơi, mới vừa đồng ý làm người yêu với nhau, mình còn chưa trải qua ít nhất để tới dẫn tới cái chuyện đó là ít nhất nó cũng phải hả 2 tháng hoặc là 1 năm chẳng hạn, ít nhất nó phải có thời gian. Mà này nó nói thẳng luôn, anh rất dâm. Nó thông báo một điều là anh dâm lắm á em, anh dâm cực kỳ dâm luôn, anh dâm dâm công tử đó em. Xong rồi hả, anh muốn nhìn ngực em la 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 các kiểu. Nó không có lịch sự và nó cũng không tôn trọng em nữa. Thằng này đúng là thiệt sự là hơi biến thái, mà nói thẳng vậy là rất là biến thái luôn á. Cảm thấy rất là bình thường luôn á. Nó khi mà nó nói vậy nó cảm thấy điều đó rất là bình thường luôn. Nên cả hai đã không tiến tới dự. Sau đó tự nhiên anh ấy nói xin lỗi rồi hẹn kiếp sau ngày mai sẽ không thấy anh nữa đâu. Em cảm thấy thật điên rồ, anh ấy thật sự trẻ con. Em không nghĩ gì nhiều rồi y ngủ. Sáng dậy anh ấy gửi bức ảnh nguyên một đường rạch máu, kinh lắm anh. Giờ em phải làm sao đây? Anh bảo lóc nó đi. Giờ em phải làm sao hả? Lóc nó đi, báo công an đi. Thằng này nó điên rồi. Em nét thằng này là đúng. Em nghỉ chơi lộn, em chia tay thằng này là đúng. Không có cái gì mà phải bàn cãi, nó bị điên, em thấy không? Trời ơi, em ví dụ như mà em làm người yêu nó rồi, mốt là sau này em không hả chịu hả nghe theo những cái lời mà nó nói, nhiều khi nó giết em luôn đó. Sau khi mà đọc sơ sơ theo như là cái gì đó, cái gì ta, cái gì mà nói gì, cái gì mà nói về cái vấn đề mà sát thủ học á, theo khi mình cái thằng này là nó có một cái đầu óc nó không có được bình thường. Trời ơi, nhiều khi mà quen nó xong rồi nó em mà kiểu giống như là đợi mà thí dụ như mới mới vừa chấp nhận quen thôi mà nó đã gạch tay, nó gửi hình máu me vậy rồi, mà mốt mà quen lâu cỡ 1 2 năm, 2 3 năm đi, trời đúng rồi em bỏ nó cái nó chạy lại nó thảm sát em luôn á, thảm sát của gia đình em sao ví dụ vậy. Thằng này nó ghê quá em ơi, cho nó ve đi, cho nó ve đi là đúng rồi. Còn về cái vụ như mà để bảo chỉ các bạn luôn, nếu mà cái chàng trai đó, bất kỳ ai, bất kỳ một cái mối quan hệ nào á mà nó tới một cái ngưỡng cửa mà các bạn phải hả làm cái việc đó đi chẳng hạn, nếu mà các bạn không thích làm thì các bạn cứ việc nói thẳng là dạ em cảm thấy bây giờ là chưa phải tới lúc để mình làm cái việc đó, em nghĩ là chưa tới thời điểm thích hợp để mà làm cái việc đó. Thí dụ như mà nó đòi quá đi kiểu giống như là em không cho anh là em không yêu anh thì các bạn hãy hả kiểu như là tức giận ngược lại, kiểu là anh làm cái gì vậy, em cảm thấy giống như là anh đang ép buộc em phải quan hệ tình dục với anh. Mày nói một cái từ vậy luôn, anh đang ép buộc em phải quan hệ tình dục với anh, nghe giống như là mày sắp bị hãm hiếp vậy đó, nghe giống như là nó đang làm một cái gì đó rất là kinh khủng. Sau đó các bạn đứng dậy bỏ về rồi các bạn giận nó như vậy thôi. Nếu mà các bạn trong khoảng thời gian đó các bạn nghĩ là các bạn không có muốn làm cái việc đó, ví dụ la 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 các kiểu, và các bạn vẫn còn muốn gọi giống như là tiếp tục cái mối quan hệ với nó, thì các bạn có thể một là từ chối một cách lịch sự, hai là nó kiểu mà hàng đó nó ứng rồi, tới đỉnh rồi, nó chịu không nổi nữa, nó phải dùng tất cả các biện pháp như là em không cho anh, là em không yêu anh đó. Các bạn cứ làm theo việc như bảo, đứng lên mà kêu em cảm thấy giống như là anh đang ép buộc em phải quan hệ tình dục với anh, cứ nói hai cái bạn đó, hai cái bạn đó như vậy. Nó cảm thấy giống như là nó muốn hiếp mình, cảm thấy giống như là nó đang làm cái gì đó rất là tồi tệ đó. Xong rồi các bạn quay lưng bỏ đi, em cảm thấy rất là thất vọng về anh. Hôm nay em cảm thấy rất là thất vọng về anh, tại sao lại hành xử như vậy. Bước đi, nhất có bước đi vậy thôi. Còn với cái trường hợp của con bé này á, là mới chấp nhận quen thôi mà thằng này đã thông báo anh rất dâm. Trời đất ơi, nó vừa nói vậy xong cái bảo tưởng tượng tới là nó sẽ cầm roi mây, xong rồi nó cầm đèn cầy, xong rồi nó làm tùm lum gì con nhỏ này luôn á mọi người.
Cho nên là các bạn làm cái gì đi chăng nữa thì các bạn cũng phải gọi là giống như là yêu thương bản thân mình nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tới với một cái câu tiếp theo. Câu tiếp theo là của một bạn tên là anh Kim. Bạn hỏi bảo là hả? Ghê quá à, tự nhiên hả, mới vừa chấp nhận quen có ngày à, mà rồi rạch tay đổ gì rồi được gửi cho xem, ghê quá à. Chắc quen gần hả 1-2 tháng mà lỡ mà cãi lộn mà chia tay nữa, cái nó gửi nguyên một cái bức thư viết bằng máu luôn á. Bạn anh Kim hỏi bảo là con gái có nên chủ động không anh? Thì về cái vấn đề này á, là cái việc mà con gái chủ động á, bà bảo cũng không biết phải hả nói với các bạn sao, mới công nói với các bạn, xong rồi các bạn kêu á, lại kêu á là hả nam nữ bình đẳng các kiểu, tại sao mà anh bảo lại khuyên con gái không nên chủ động? Con gái không nên, đối với bảo thôi, cái việc này nói với bảo thôi nha, thì con gái thì không nên chủ động, mà con gái chỉ nên giảm như là bật đèn xanh là nó đã quá lắm rồi. Bật đèn xanh cho người ta biết là nó đã quá lắm rồi. Ví dụ giống như là thường thường nếu mà hả một người con gái mà thích bạn á, là khi mà nó nói chuyện với bạn là nó sẽ rất là dịu dàng, tự nhiên các bạn sẽ thấy là nó đối với bạn với tất cả những thằng con trai khác sẽ có một cách đối xử khác, nó dịu dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó nữ tính hơn. Các bạn hiểu không? Nội như vậy thôi là các bạn đã cho cái thằng đó một ân huệ rồi. Còn nếu mà em muốn vậy giống như là vậy như là muốn người ta để ý, nói chung là mình chỉ nên làm cho người ta thích mình thôi. Con gái thì chỉ nên làm cho người ta thích mình, cái kiểu giống như là nhờ các bạn chứ bảo có làm một cái clip á, làm sao để mà để crush chú ý tới mình á, thì các bạn ví dụ như là các bạn đang gái đi thì các bạn có thể nhờ nó giúp đỡ, nhờ nó giúp việc này việc kia, nhờ nó mở chai nước giùm, xong rồi kêu á trời ơi anh Hoàng mở chai nước giùm em nha, mở bụng quá, ồ anh Hoàng đô quá à, anh Hoàng hay quá à, trời ơi anh Hoàng khỏe quá à. Ví dụ vậy, nói chung là nhờ giả nó, xong rồi khen nó, xong rồi la 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 các kiểu, khiến cho nó cảm thấy rằng nó là một anh hùng, nó là một cái gì đó, một anh hùng với mình, hoặc là nó là một cái gì đó, là một người đàn ông với mình, khiến cho nó cảm thấy là giống như là nó đã làm được một cái gì đó rất là kinh khủng với mình đó, khiến cho mình vui. Rồi mỗi lần nó nói chuyện với mình đi chẳng hạn đi, mà nó nói chuyện nhạt quá đi, mà mày vẫn ráng mày cười, trời ơi nó nghĩ nó vui tính lắm mày, xong rồi nó sẽ cảm thấy là giống như là để ý mình hơn. Nói chung là cái gì của các em cứ việc là xinh đẹp rồi đi chụp hình các kiểu, hoặc là thả thính các kiểu, ví dụ như các bạn có thể thả thính trên mạng viết status các kiểu giống như là hôm nay mệt quá, hôm nay buồn quá, ra ra các kiểu, để cho nó có cái cơ hội mà để vô hỏi. Trời ơi mấy cái thằng đó thì nó chỉ chờ có những cái câu, chờ gái nói những cái câu như là hôm nay em mệt quá, chán quá, viết trên story á, mấy thằng đó chỉ chờ có nhiêu đó thôi, rồi xong rồi nó bấm vô trong cái story của các bạn, xong rồi nó sao vậy, sao buồn vậy, ủa sao chán vậy, mấy thằng đó đi chờ có nhiêu đó thôi. Còn nếu á mà em đã hả bật đèn xanh hết tất cả các kiểu rồi mà thằng đó vẫn kiểu giống như là không qua đường á, em bật đèn xanh rồi mà nó vẫn không đi qua á, thì nó, em xác định đi là nó không thích em, và em và nó cũng sẽ không tiến tới đâu. Ok, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nó mở cho nước giùm, nó không mở là nó không thích em, nó không muốn mở, em thấy ghét, em vô duyên, nó muốn mở, đơn giản nó thấy em không đẹp đơn giản là nó đang không muốn mở, nói chung vậy thôi. Nhờ mà nó không làm thôi, biết sao giờ. Vậy là thôi rồi đó, là mày hiểu đó, tới cái việc mà nhờ thôi mà nó cũng không muốn giúp mình. Vậy mày hỏi tới cái việc mà yêu thì sao, nhờ thôi, nhiều người nhờ phép lịch sự người ta vẫn giúp đúng không? Đằng này nó, em nhờ nó mà nó không giúp em hiểu vị trí của em nằm trong 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 con tim nó ở đâu rồi? Nằm ngoài chuồng gà, nằm ngoài chuồng gà kìa má, đi ngoài mình lụm, nằm ngoài chuồng gà đó, nhờ mà không giúp. Thường thường là người ta rất là xã giao, con người rất là kiểu như là muốn giữ những mối quan hệ xung quanh, thậm chí là không cần nhất thiết với người yêu, đơn giản người ta chỉ muốn giữ những mối quan hệ xung quanh mà nó không giúp luôn á, thì tự biết á là cái bản mặt của mình nằm ngoài chuồng gà đó, ra ngoài lụm. Sao nó mà lụm? Trời ơi, nhờ nó biết rồi. Đã hiểu rồi, nhờ luôn mà con không giúp, đã hiểu rồi em à, còn muốn gì nữa?
nó không mở là nó BD nha, trời ơi, ác ghê gì đó, tự nhiên ta không mở chai nước cái kêu ta BD à, nhiều khi chắc cũng vậy thiệt, nó không mở là nó BD, nó không mở là nó BD hả, ừ, nó không mở là nó BD, ừ, ok. Rồi bây giờ mình sẽ tới một cái cây tiếp theo. Bạn này bạn tên là Xuân Hoài. Chuyện là anh đó hơn em 5 tuổi. Năm nay em đã lớp 12 rồi. Những cái cây hôm nay cũng lớp 12 rồi ha mọi người. Cũng là đã đủ kiểu mà gần 18 tuổi. Thật sự là lớp 12 là chưa 18 đâu nha. Lớp 12 chỉ tới 16, 17 gì thôi à. Hồi đó nghỉ hè em có về quê chơi và gặp được anh. Anh là một người hàng xóm hay qua nhà bác của em chơi vì nhà sát nhau và trong xóm có rất nhiều con nít. Lúc đó ngày nào cũng chơi chung với nhau nên em đã cảm nắng anh vì anh đối xử với em rất là tốt. Các bạn gái à, thiệt sự là vậy nè, mình cũng cái này là tâm lý chung nha mọi người, tâm lý chung của những cô gái mới lớn á, tuổi tuổi xì tin á. Các bạn có thể mà vô tư một chút được hay không? Chỉ cần ai đó đối xử tốt với các bạn một chút là các bạn có thể sẵn sàng cảm nắng và cảm thấy là ô đó là chân mệnh thiên tử của đời mình. No. No. Oh my god, no. Có nhiều thằng á nó làm cái điều đó chỉ đơn giản hả là nó đó là một cái thói quen giúp người của nó thôi, hoặc là đó là một cái thói quen mà nó thích chăm sóc vậy thôi các bạn, đúng không? Nếu mà bà nói thẳng luôn, nếu mà anh ta chưa nói rằng anh ta thích bạn á thì không có gì là chắc chắn hết. Anh ta chưa hỏi bạn là bạn gái của anh ta hay không, em mà em có muốn làm bạn gái của anh hay không, em có muốn làm bạn gái của anh hay không. Nếu mà nó chưa nói như vậy á là mình không có chắc chắn cái gì hết á, đừng có đặt hy vọng vào. Càng đặt hy vọng vào các bạn sẽ càng đau khổ, mình nói thiệt. Đặt hy vọng vào tới cái đùng cái tự nhiên không, nó không phát hiện là nó không thích bạn, đó chỉ là một cái hả quan hệ, đó chỉ là một cái cách mà nó xả dao thôi, chứ thiệt sự là nó cầm cái dao nó xả xuống á mọi người, nó cầm cái dao nó xả xuống á chứ không phải là nó thích bạn hay gì hết trơn. Nó là một cái chỉ đơn thuần là với ai nó cũng tốt như vậy hết trơn á. Rồi xong tới một ngày các bạn hãy tưởng tượng đi, tới một ngày như vậy đi rồi các bạn sẽ đau khổ, các bạn sẽ giật giã, các bạn sẽ đập đầu từ, các bạn chết lên chết xuống. Không nên, hãy đối xử tốt một chút, hãy thấy trai mà đối xử tốt một chút, trời ơi chân mệnh thiên tử của đời em chấm anh làm chồng em tới suốt cuộc đời luôn đó, em sẽ đẻ cho anh 10 đứa con để chúng ta hả làm thành một đội bóng U70, chúng ta làm một đội bóng. Không, no, bỏ ngay cái ý định đó đi, bỏ ngay cái ý định đó đi, đừng có như vậy. Trời đất ơi mấy nhỏ nó chùm vậy luôn, mấy nhỏ chùm bị vậy luôn á. Anh hay mua bánh kẹo cho em ăn. Lúc đi mua bánh với anh mà chỗ bán đó cũng khá xa nên em đã hỏi anh ấy có mệt không. Anh nói được đi với em, được đi với bé là anh vui rồi nên anh không mệt. Trời ơi. Nghe xong câu này bảo đảm cái con đó nó ngồi đằng sau xe nó. Trời đất ơi. Trời đất ơi lâu quá ít ai kiểu giống như là bình thường nó ai nói vậy với mình đâu các bạn, tự nhiên này có thằng nó nói vậy với mình thì cũng không trách làm sao mà nhỏ nó không nó không có thể hí hửng vậy được, đúng không? Con nào mà sẽ không hí hửng vậy, tự nhiên chở mình đi xa thiệt xa, mình hỏi hả anh có mệt hay không, được đi với bé là anh vui rồi nên anh không mệt. Trời đất ơi nghe 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 muốn nghe muốn xuống tắm mưa ghê mọi người. Chơi hết hè ở dưới thì em lên thành phố lại. Vì lúc đó em chưa chơi Facebook nên anh và em không có liên lạc gì với nhau hết. Khi nào em xuống lại quê thì mới nói chuyện với nhau. Vào dịp lễ Tết hay về quê chơi. Và lúc em về quê nào Lúc em về quê vào nói chung á là bạn này, cái bạn gửi của chị này cho Bảo và cái anh đó chỉ gặp nhau vào những cái lúc mà lễ Tết và về quê thôi, chứ là không có gặp nhau thường xuyên. Mấy cái ca này khó vun đắp tình cảm lắm, kiểu mấy cái ca này giống trên phim vậy đó mọi người, khó rất khó mà để vun đắp tình cảm. Người ta ở đây gần nhau á mà người ta còn hả chia tay lên chia tay xuống, người ta đi ra đi vô đi về trong cuộc đời nhau nữa mà còn này ở xa nữa thì nó sẽ khó vun đắp tình cảm hơn, đã vậy không có một cái gì để gọi là liên lạc với nhau nữa. Lúc đó anh nó tự nhiên nựng má vào cái ngày mà Tết năm 2019 nè, anh đó xin Facebook của em. Rồi lúc đó anh có tự nhiên nựng má em và xoa đầu em. Nhưng em nghĩ chắc không có gì đâu, chỉ đơn giản như là anh xem em như là em gái thôi. Sau khoảng một thời gian thì anh đó nhắn tin tỏ tình với em và nói
đã thích em từ lúc em về quê chơi lúc hè rồi. Em đã không từ chối. Em đã không từ chối. Mà nói anh hãy đợi em học xong đã, anh đồng ý. Nhưng em và anh nói chuyện được 2-3 lần thì anh không còn inbox cho em nữa và im lặng. Đã khá lâu rồi. Em đã thăm dò hết những người bà con và họ đều nói từ đó đến giờ anh không có quen ai cả. Vậy là sao hả anh? Anh ấy có thật sự thích em không hay chỉ là thả thính thôi ạ? Nói về cái việc anh ấy có thích em hay không á, có khẳng định là anh ấy có thích em hay không á, thì nếu mà đã tỏ tình với em như vậy rồi thì là phải thích mới tỏ tình với em, mới nói với em. Phải thích thì mới gọi giống như là khi về quê thì mới hả chở em đi chơi này nọ các kiểu bla bla, em hiểu không? Cũng phải thích. Nhưng mà cái thích ở đây á là nó thích đã đủ nhiều hay chưa, và cái anh này đã ở tới cái độ tuổi mà đã có thể tự lập được hay chưa. Con trai mà ở cái độ tuổi này á, nó chưa có tiền tài danh vọng á, thì em thấy đó, nếu mà nó có đủ khả năng á thì nó đã đi lên thành phố thăm em. Nếu mà thực sự là một thằng mà nó thích em thiệt á, nó yêu em thiệt á, mà nó đủ khả năng, nó đủ tự tin á, thì nó đã tự động lâu lâu nó sẽ chạy lên thành phố để nó thăm em, để cho nó vun đắp tình cảm với em rồi. Bởi vì á là khi yêu á thì hả bức người ta sẽ tìm mọi cái lý do để người ta cố gắng vì mình. Mà còn khi không yêu á thì tất cả có cả hàng ngàn cái lý do để rời xa mình. Nói chung là vậy. Còn cái việc của em bây giờ á là nếu mà em và cái anh nó thật sự mà có duyên với nhau á thì từ từ đi, sau này mà em lớn như cái lời em đã nói thì anh ta sẽ tự tìm em, hoặc là sau này anh ta có thể hả đi lên trên thành phố học hay gì đó, hoặc là đi lên trên thành phố làm hay gì đó. Không biết là anh ta ở dưới đó là anh ta làm cho gia đình luôn, tại vì cái anh không hiểu rõ được cái tung tích của cái anh này. Anh không biết là anh ấy có đi học không hay là anh ấy là đã phải đi làm rồi. Nếu anh ấy phải đi học á, và trong độ tuổi phải đi học á, thì anh ấy còn có rất là nhiều việc anh ấy phải làm. Bởi vì cái độ tuổi này, cái độ tuổi đang phát triển bản thân, mình phải phát triển bản thân, phải lập nghiệp, vân vân và may. Hơn em 5 tuổi hả? Nay em lớp 12, hơn em 5 tuổi là đi học đại học rồi. Thì trong cái thời gian này người ta còn phải đi lập nghiệp tùm lum tà la hết. Nhiều khi nói chung là cũng không có, em cũng đừng có hy vọng gì nhiều, đừng có đặt hy vọng quá vào cái anh này. Em cứ việc học tập như những gì em nói đi, và sau này nếu mà anh ta có duyên với em á thì anh ta sẽ tiến tới với em khi mà anh ta đã đủ tài chính, đủ tự tin và đủ tự lập, đủ từ hơn em 5 tuổi cũng. Thì sự là em năm nay lớp 12 mà nó hơn em 5 tuổi thì nó cũng chưa có gì đâu. Anh khẳng định là nó cũng chưa có gì đâu. Nó phải có đủ hết rồi hả, kiểu rồi xong rồi nó mới tấn công em được dồn dập. Bây giờ tiền cũng không có để hả mà đi lên trên Sài Gòn mà thăm em nhiều lần. Trời, đàn ông lại vậy, đừng có hỏi. Trời, các bạn đừng có kêu kiểu ủa gì vậy, sao con, các bạn sau khi mà bạn nghe bảo nói vậy, các bạn đừng có nói là ủa sao con nhỏ đó không đi xuống thăm thằng này. Ủa, tại vì ta là con gái. Ủa sao tự nhiên, trời, tự nhiên cha mẹ ta đẻ con gái người ta ra, cái xong rồi tự nhiên phải hả sau này còn phải nó, sau này cái thằng đó sẽ cướp con nhỏ, ví dụ đi, mà sau này hai đứa nó yêu nhau đi, thằng đó sẽ cướp cái con nhỏ đó từ nhà ba mẹ nó về nhà ba mẹ, từ nhà ba mẹ nhỏ đó về nhà ba mẹ nó, tự nhiên con ba má ta nuôi ta lớn lên xong cướp con ta cái một. Trời ơi, thì cái việc đó là cái con nhỏ nó xứng đáng được nhận, và cái thằng đó khi mà nó làm việc đó là nó còn vui nữa. Cho nên hả là cái việc mà thằng này, đàn ông mà nó thích em á, dù xa cách mấy, có 200 km hả, đi bộ nó cũng đi bộ từ đây lên nữa, đi bộ 200 km lên tới cái nơi em ở nó cũng đi bộ nữa. Anh đã từng biết một người nè, xách có một quả sầu riêng, cái ông chú gần nhà nó xách có một quả sầu riêng đi từ thành phố lên tới Đà Lạt thăm cái bà vợ của ổng, đi bộ từ thành phố lên Đà Lạt thăm bà vợ của ổng, tặng một trái sầu riêng vậy đó. Đàn ông mà nó thích mày á là nó, trời đất ơi, dao nè em, cầm đâm anh chích mẹ anh đi. Đàn ông mà nó thích là nó vậy, nó điên cuồng là vậy, nó chinh phục là nó như vậy. Còn nếu mà bây giờ anh ta hả chưa có cái gì hết, chưa sự nghiệp, chưa học xong rồi la các kiểu, thì làm sao mà hả chứng tỏ được cho em thấy là hả anh ấy yêu em tới nhường nào? Không đủ để chứng tỏ, nói chung là vậy. Còn nếu mà em với anh ấy có duyên, ok,
cứ đợi sau này đúng như là em nói, lớn lên coi coi anh là có hả, có duyên với nhau, có gặp nhau và anh ấy có tiếp tục tấn công em nữa hay không, cái đó là còn tùy thuộc vào duyên nữa em. Trời ơi, đi bộ đó, đi bộ từ Sài Gòn lên Đà Lạt tặng có một cái trái sầu riêng thôi. Đàn ông mà nó thích bạn là nó sẽ như vậy, đúng không? Bất chấp, chỉ là hỏi sao đàn ông vô tâm, chỉ là nó chưa tìm ra được một người con gái của đời nó thôi các bạn, hiểu không? Cảm ơn em nha Trần My. Bây giờ mình sẽ tiếp với một cái case tiếp theo. Cái hay đó là bây giờ xin phép được giấu tôi, ok. Câu chuyện này là về gia đình em. Hiện em đang học các bạn nhớ xe ra chim cho Bảo nha. Hiện em đang học lớp 11 ạ. Chuyện này đã đeo bám em suốt 4 năm trời mà em không có cách nào thoát ra được, nên em muốn tâm sự với anh ạ. Bắt đầu từ năm lớp 7, mẹ em hay dẫn em đi chơi với một chú tầm 25 gì đấy, khá trẻ, chưa có sự nghiệp. Lúc đầu em chỉ nghĩ mẹ em với chú đó bình thường, nhưng càng ngày em cảm thấy có gì đó không đúng. Và rồi em phát hiện hình xác giữa mẹ và người đó. Lúc đó em rất sốc, liền chạy ra khóc, nói với mẹ, cãi qua cãi lại với nhau một hồi thì mẹ em nói là mẹ em hứa sẽ không quay lại với người đó nữa. Bởi vì ba em đi định cư bên Mỹ một năm, về có một lần, xa mặt mà cách lòng, nên em nghĩ mẹ em chỉ thiếu vắng tình cảm thôi ạ. À, trời, thiệt sự chắc bé để sốc lắm. Mà thiệt sự đó là một cái gọi là như là một cái nhu cầu á mọi người. Một cái nhu cầu á, mỗi người sẽ có một cái nhu cầu riêng á, nên mình cũng không biết nói gì và cũng không thể nào mà cản được. Cái đó là bản năng và đó là tự nhiên. Nhưng rồi vào dịp Giáng sinh năm lớp 8, ba em về. Và trong dịp ấy em lại vô tình nghe được cuộc điện thoại của ba. Là cái dịp Giáng sinh đó ba bạn nó về và bạn nó nói chuyện điện thoại. Thì bạn nó vô tình nghe được là ba bạn nó nói là: ừ anh biết rồi, lát anh mua cơm tắm qua cho em. Ừ anh nhớ mà, yêu. Lúc đó em câm nín luôn, không ầm ĩ nữa, chỉ ủ rũ. Có nghĩa là, trời đất ơi ghê quá, trời đất ơi tội. Có nghĩa là trước đây là bạn nó phát hiện là mẹ của bạn đó ngoại tình, và bây giờ bạn nó phát hiện là ba của bạn đó ngoại tình luôn. Phát hiện mẹ của bạn đó ngoại tình và bây giờ phát hiện ba của bạn đó ngoại tình luôn. Rồi trong khoảng thời gian đó, mẹ em có tâm sự với em, mẹ nói: mẹ rất cô đơn, đợi ba con 10 năm là đợi 10 năm để ba con có thể định cư bên Mỹ rồi về cưới mẹ. Ủa là hai người này giờ chưa có cưới luôn hả? Rồi là lúc mang bầu, lúc đợi ba con 10 năm Mỹ về cưới mẹ. Rồi lúc mang bầu là lúc sinh cũng một mình, không ai chăm lo. Mẹ và ba chỉ làm có một lần là đêm tân hôn. Trời ơi, trong 10 năm mà làm có một lần à. Trong 10 năm mà làm có một lần thôi là dính cái bạn này luôn á. Rồi có con rồi, từ đó chưa một lần nào mặn nồng nữa. Lúc đó mẹ đã khóc. Em một đứa chỉ mới lớp 8 cũng chỉ biết an ủi mẹ, mà lúc ấy em bình tĩnh đến lạ thường. Em không trách mẹ hay ba gì cả. Em thương mẹ, em hiểu chị như là đúng. Rồi đỉnh điểm đến năm lớp 9, mẹ em phát hiện ra ba em có bồ. Mẹ em cũng nói chung là mẹ của bạn này với lại ba của bạn này cãi lộn xong rồi ba của bạn này bay về Mỹ, là nói chung là chia tay luôn á, ly dị luôn á. Chị này căng quá. Đây lúc đó mẹ em buồn đến nỗi không ăn uống gì, rồi cuối cùng mẹ em cũng quay lại với người kia. Em cũng không ngăn cản, thậm chí còn bao che, nhưng rồi người kia cũng chia tay để quen người đồng lứa. Điều đó là tất yếu vì mẹ em cũng lớn hơn và đã có gia đình nữa. Lúc đó mẹ em suy sụp hoàn toàn, hơn cả lúc giận ba em. Rồi thời gian đó cũng qua, mẹ em cũng vui trở lại, nhưng lâu lâu vẫn nhắc với em về người kia. Còn riêng em, anh biết không, em cảm thấy
mình chính là người gây ra mọi sự việc này. Ba mẹ đã đó, bắt đầu nhỏ này drama rồi đó. Ta đọc rồi giờ ta bắt đầu ta thấy nhỏ này nó drama, tới khúc này nhỏ này drama là trên là nó hiểu chuyện rồi, nó cũng hiểu cho em, hiểu cho ba mẹ, em hiểu cho mẹ em gì là tốt. Trời, thật sự là cái việc mà 10 năm chờ đợi một người đàn ông nhưng mà chỉ có một lần mặn nồng thôi, nó rất là kinh khủng em, nó rất là kinh khủng. Vì con người chúng ta ai cũng có một cái nhu cầu sinh lý hết, mà mẹ em chờ 10 năm, trong 10 năm đó chỉ mặn nồng có một lần, sao mà chịu nổi? Thì cái đó là bản năng rồi, cái đó là kiểu như là thường thường á, là trong tự nhiên đi đúng không, con cái và con đực, mình sẽ giải thích cái việc mà ngoại tình của đàn ông nằm ở cái việc mà duy trì nòi giống. Con đực á, trong tự nhiên nó rất nó cái nhiệm vụ của nó là thải càng nhiều tinh trùng càng tốt. Đó là lý do tại sao mà đàn ông ngoại tình vì tình dục mà đàn bà ngoại tình vì tình cảm nè. Con đực á, đi ra ngoài thải càng nhiều tinh trùng càng tốt để duy trì nòi giống. Còn con cái thì sao? Con đực có rất là nhiều tinh trùng, còn con cái á, thì nó chỉ có một cái trứng thôi. Con cái chỉ duy nhất một quả trứng thôi. Thì cái nhiệm vụ của con cái á, là chọn lọc con giống, lựa ra một con giống tốt để thụ tinh, sau đó thì bắt đầu mới đẻ. Đó là nhiệm vụ của con cái. Đó là lý do tại sao á, mà đàn ông ngoại tình chỉ đơn giản vì tình dục, còn đàn bà ngoại tình là vì tình cảm. Còn khi mà một người đàn bà ngoại tình á, thì đơn giản á, là cái con giống của cái người mình giải thích theo cái khoa học á, là cái con giống của cái người đàn ông nó không tốt. Con giống ở đây mà mình áp dụng lên con người nó rất nhiều cái, là cái tánh tình của anh ta không tốt, anh ta không tốt với người phụ nữ này, anh ta không yêu thương người phụ nữ này, khiến người phụ nữ này không cảm thấy hạnh phúc, anh ta không khỏe, anh ta không dài, bla 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 bla. Đối với con người á thì nó rất là nhiều thứ phát sinh. Còn đối với động vật chỉ đơn giản là con giống không tốt thì nó sẽ không chọn, nó sẽ đi ngoại tình thôi. Ví dụ vậy. Thì mẹ em đợi 10 năm. Trời, 10 năm mà chỉ chơi có một lần, không chịu nổi thiệt á. Bảo không tưởng tượng luôn á. Mà phụ nữ nó sinh ra là để làm cái kiểu như là phụ nữ rất là khỏe, hiểu không? Kiểu như là sinh ra để, có một bà rồi chút bà nói vui lắm. Cái bà đó mới nói là phụ nữ sinh ra để làm cái việc đó hả, là có thể làm gì đó 24/24 luôn. Là ý là đàn ông thì sẽ mất sức hơn, mà cái này ngại quá, mình không có nên chia sẻ này đúng không mọi người, đây con nít không à. Mà bây giờ con bé nó bắt đầu trauma, ba mẹ có lẽ đã hết yêu, họ chỉ sống với nhau vì cái nghĩa và vì em, chính em là thứ ngăn cản họ đi đến hạnh phúc thật sự. Nếu em không chào đời, nếu em không lớn thì có lẽ đã có thể ly hôn rồi. Bởi gia đình hai bên đều phong kiến nên khó có thể ly hôn. Là hai người này đã lấy nhau á. Vậy mà trên con bé nó nói không kỹ. Khoảng thời gian đó em đã tự rạch tay trò mà em cảm thấy trẻ trâu. Trẻ trâu thiệt á. Nhưng mà em đã thử và điều đó đã khiến em đỡ hơn, vì chỉ có khi đau đớn về thân xác em mới quên được. Nhưng rồi cách đó cũng không giúp được em lâu. Em suy nghĩ ngu ngốc hơn và nhảy lầu. Tất nhiên em là một đứa nhát ngang nên không dám, chỉ dám đứng. Cũng sợ chết mọi người. Là suy nghĩ tới cái việc nhảy lầu, nhưng mà đứng ở trên lầu rồi bắt đầu nhìn xuống không muốn nhảy nữa, mọi người cũng sợ chết lắm. Bây giờ em suy nghĩ tích cực hơn, nhưng quá khứ thì tất nhiên không thể xóa, em vẫn đau khổ. Em à, cái việc á mà em hiểu cho mẹ em á, em chở che, em an ủi mẹ em á, em hiểu cho mẹ em là đúng. Nhưng mà cái việc mà em cho rằng cái việc đó là sai do em á, cho nên mọi việc nó mới như vậy, là do em sai á, thì là em sai rồi. Em không có đúng đâu. Bởi vì em biết sao không? Cái việc á mà ba mẹ em chọn ngoại tình á, cũng là lựa chọn của ba mẹ em. Mà em cũng ngoại tình, ba em cũng ngoại tình, không ai chịu nhường ai hết đó. Đó là sự lựa chọn của họ. Còn á, cái việc họ ly hôn hay không á, hay là họ ở với nhau hay không á, rồi em nói là họ ở với nhau vì trách nhiệm, là vì sinh ra em. Đúng rồi. Sinh con đẻ cái thì phải chịu trách nhiệm chứ em. Đâu có ai sinh con xong rồi mình không có chịu trách nhiệm như vậy được. Ủa sao cái lúc mình sung sướng cho đã rồi. Đó một lần mặn nồng đó, lúc đó một lần mặn nồng cũng sung sướng lắm em. Mình sung sướng rồi, bây giờ mình có cái quả thì mình phải chăm thôi. Ba mẹ mà sinh con ra mà không ba mẹ trên đời này không có ba mẹ nào sinh con ra mà coi con là một cái của nợ hết á. Sinh con ra là phải có trách nhiệm với nó, còn không thì đừng sinh.
Tại vì lúc mà ba mẹ em làm việc đó để có em cũng rất là vui vẻ và sung sướng mà. Thì làm sao mà cái việc đó là em sai được? Cái này là em chỉ drama thôi, em cảm thấy là cuộc đời của em, cuộc đời của em bây giờ là nó như vậy, như vậy, như vậy. Rất là nhiều thứ nó đã áp lực với em rồi. Cho nên hả là em lúc đó em quá buồn đi thì em suy nghĩ cái việc mà nó tồi tệ hết sức có thể, drama hết sức có thể cho đụng tới đáy nỗi đau luôn, cho nó thấu nỗi đau tim gan luôn, thì em mới nghĩ vậy. Chứ thiệt sự là em không có sai gì hết ở đây hết á, em không hề sai gì cả cô bé à. Đơn giản ba mẹ của em á ở với nhau mà không yêu nhau, vì ở với nhau mà không yêu nhau và ly hôn á, chỉ là hai người đó hết duyên với nhau thôi. Hai người đó hết duyên vợ chồng với nhau chứ không có hết duyên con cái. Cha của em vẫn có duyên làm cha của em, có nghĩa là duyên con, duyên là vợ chồng, là duyên vợ chồng đi. Bây giờ hai người đó hết duyên vợ chồng rồi thì vẫn còn duyên con cái. Em hiểu không? Là ba của em vẫn là ba của em và mẹ của em vẫn là mẹ của em. Chứ em nói chung là đừng có suy nghĩ drama như vậy nữa nha cô gái. Em hãy tích cực và vui vẻ hơn, dù gì em cũng biết nghĩ mà. Anh đọc khúc đầu là anh cũng biết là em biết nghĩ mà. Em biết nghĩ cho mẹ, em biết thương mẹ, em biết an ủi mẹ. Bây giờ em hãy trở thành một người bạn của mẹ đi. Đó. Em phải làm việc đó đi, hãy thông cảm cho mẹ đi. Sau đó hả hãy yêu thương mẹ, coi mẹ như một người bạn, thì hả dung đắp tình cảm, hai mẹ con dung đắp tình cảm cho nhau. Đó. Rồi xong. Vậy thôi, cứ hả hãy sống hạnh phúc với mẹ thôi. Nha. Đừng có suy nghĩ drama nữa, em không có sai gì ở đây hết á. Cái việc mà ba mẹ em đẻ em ra cũng là sự lựa chọn của họ, và cái việc mà họ ly dị cũng là sự lựa chọn của họ, việc họ ngoại tình cũng là sự lựa chọn của họ. Em hiểu không? Chứ không hề là em ép buộc hay làm gì hết á. Họ đẻ em ra là họ lựa chọn, là sự lựa chọn của họ mà. Nếu mà họ không muốn đẻ em ra thì họ đã đi phá em lâu rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới một cái cây tiếp theo. Em và bạn, một cái cây tới từ một bạn tên là Mạch Khê. Thì bạn đó nói là, các bạn nhớ share lại chia ủng hộ cho Bảo nha. Bạn Mạch Khê nói là, em và bạn ấy là bạn thân, trước đây bạn ấy có thích thầm em. Trời ơi, ba cái vụ mà bạn thân mà thích nhau thiệt sự luôn á, nó không đi tới đâu hết á. Cái phần trăm của nó mà gọi giống như là hiếm lắm á, hiếm lắm á. Mà sau này á, mà chơi lại với nhau, ý là sau này đa phần mấy đứa bạn thân á mà thích nhau á, sau này lớn lên cái tự nhiên kể là ôi hồi xưa tự nhiên tao mày thích nhau, cái má ói gì đó cười nghĩa luôn. Thật sự sau này các bạn cứ, thật sự là vui lắm. Nói chung là cái này chắc ai cũng phải trải qua trong đời một lần, thích bạn thân rồi bla bla các kiểu. Nhưng mà sau này cái khi mà các bạn á hả, khi các bạn mà lớn lên cái thời các bạn, bạn ngồi với bạn thân các bạn kêu là trời, tự nhiên ngày trước tao, tự nhiên tao mày nghĩ là thích nhau rồi la la cái kiểu ghê quá, tao ói mọi người thể ghê lắm á, nghĩ nó ớn lạnh luôn á. Hồi đó trời, nói chung là hồi đó con bạn của Bảo á, nó nghĩ là nó thích Bảo á các bạn ơi. Trời đất ơi kinh khủng lắm bạn. Cái ngày mà nó thích Bảo á, Bảo ói hết một chai là đồng đỏ luôn á mọi người. Thật sự, tự nhiên Bảo ơi tao nghĩ là thích mày. Không có đâu, trời đất ơi, ói liền luôn. Mà không ói liền luôn, ói liền ngay lập tức luôn. Kêu là trời đất ơi, đơn giản á là hả, mày hả không có ai yêu mày hết. Xong rồi mày lên cơn co giật, mày bừng ru nứng từng cơn. Xong rồi hả, có mình tao chơi với mày à, đâm ra mày nghĩ là có mình tao thôi, yêu đại tao đi á, chứ không có tao mày không có tình cảm gì đâu. Trời ơi, lớn lên cái nhắc lại mọi người cái nó cũng ói luôn. Không hiểu sao hồi đó nó thích Bảo đúng mọi người. Sợ lắm luôn á. Ba dòng mà bạn thân mà thích thầm nhau á, mệt lắm. Nhưng mà cũng có là người thích thiệt nha. Cũng có là người thích thiệt. Mà cái phần trăm mà nó thành công và cái phần trăm mà tới với nhau á, Nó khá chua chát á. Tại bạn thân mà đúng không? Ví dụ mình thân với nó mà mình thích nó đi, thì bạn thân thì cái gì nó cũng kể cho nhau nghe. Ai cua nó cũng kể, nó thích ai nó cũng kể. Cái này nó đau nè, cái này nó đau đớn và nó quặn thắt á, hiểu không? Rồi ok. Em cũng không biết việc bạn ấy có thích em luôn. Sau đấy một thời gian thì em lại thích bạn ấy. Tao thấy hơi vấn đề rồi, hơi bắt đầu mệt rồi đó. Em cũng thích thầm bạn ấy, đến khi mà em in là không thích nữa. In được bạn ấy rồi thì bạn ấy lại có cảm giác lại với em.
Có nghĩa là cái thằng đó thích nhỏ này, xong rồi hả, sau đó thằng đó hết thích nhỏ này thì con nhỏ này lại thích thằng đó. Cái xong rồi cái khi mà con nhỏ này thích thằng đó thì nhỏ này đã hết thích thằng đó rồi thì thằng đó lại quay ngược lại thích nhỏ này. Ok. Nhức đầu quá. Dư âm của việc ngày xưa em thích bạn ấy vẫn còn nên em vẫn chẳng thể coi bạn ấy là một người con trai bình thường được à. Đó, bắt đầu drama. Mấy đứa con nít á, ngoài việc học ra nó không còn cần phải làm gì hết, cho nên nó dư thời gian nó làm gì, nó tiêu tốn mấy năng lượng vào mấy này nè, nó tiêu tốn mấy năng lượng vào mấy này nè. Bạn ấy thì hàng ngày vẫn bắt chuyện chủ động với em, nhưng cả bạn ấy và em đều nói tình cảm này không đến mức được gọi là tình yêu, thì nó là tình bạn thôi đó mấy má, thì nó là tình bạn thôi. Chỉ đơn giản là sao hai đứa bay đang trong tuổi gì, tuổi dậy thì lâu lâu một cái, lâu lâu ứng một cái, nhưng mà không có ai đáp ứng, không có ai đáp ứng để cho mình bộc lộ cảm xúc. Đơn giản có đứa bạn kế bên làm gì đó bộc lộ đại, chứ thiệt sự không yêu hay bị lầm tưởng là vậy. Đa phần những cái đứa mà thích bản thân hay bị lầm tưởng là như vậy trong thời gian đó, và rất nhiều đứa bị vậy là bảo biết con bạn bảo bị đó. Tao nghĩ là tao có tình cảm với mày đó bao ơi. Ê, cái gì vậy trời, mua lại cho tao chai Rồng Đỏ đi trời ơi. Hộp nhỏ nhỏ này ngày xưa mình uống á mọi người, rồi mình uống rau câu dừa đồ á, sợ thiệt. Bạn ấy không nói cho em chỉ nghe được từ một người bạn thân, và bạn ấy nói thế. Nếu cả em và bạn ấy đều không dũng cảm thế này thì phải làm sao ạ? Có nên tiếp tục hay dừng lại hẳn ạ? Nếu nè, ngay cả khi á mà em hỏi anh câu này á, và cái câu chuyện mà em gửi cho anh á, thiệt sự là trong đầu em cũng hả chưa chắc là em thích thằng đó nữa, em cũng chưa chắc là em thích thằng đó nữa, thằng đó cũng chưa chắc thích em, thì hai đứa chỉ là bạn thôi, đơn giản vậy thôi. Và tụi em đang trong cái tuổi gì vậy thì lâu lâu nó ứng lên một cái, à cái à, không ai thèm để ý tới tụi em hết trơn, cái tụi em chơi nhau, cái tụi em thấy nhau cái cùng nhau, chứ có yêu gì đâu, có yêu gì đâu, trời ơi, có yêu gì đâu, không yêu, bảo đảm luôn. Sau này lớn lên hai đứa bay mà còn chơi với nhau á, tụi bay nhắc lại tụi bay ôi, tụi bay ói, tụi bay chết luôn á, thiệt. Trời ơi, giờ nhắc lại tao vẫn ói nè, lâu lâu tao đi chơi với nhỏ đó là tao phải chen ngược lại vậy nè, tao sợ bị hiếp á. Tao đi chơi với nhỏ đó tao phải cất mình vào trong á mọi người, thiệt. Trời ơi, đừng có drama vậy, các bạn drama quá à. Bởi vậy hỏi sao con nít nó hay drama vậy đó. Anh Bảo ơi, cho em hỏi mình có nên yêu người cùng lớp không anh? Em sợ yêu rồi chia tay thì sẽ khó làm, câu hỏi khác nha, thì sẽ khó làm bạn, em muốn làm bạn với nó mà nó lại không chịu anh ơi. Rồi mình cái này á là nó có, nó bạn này hỏi một lần mà tới ba ba mấu chốt mà ba câu hỏi luôn. Rồi câu hỏi đầu tiên, việc đầu tiên chúng ta cần giải quyết là gì? Còn bạn hỏi mình có nên yêu người cùng lớp không anh? Cái việc á mà yêu người cùng lớp, yêu người cùng công ty, hay yêu người cùng chỗ làm, hay yêu người cùng phòng tập, nó không có quan trọng. Quan trọng là mày có yêu nó hay không, nó có yêu mày hay không, vậy thôi. Nó yêu cùng lớp đó, kiểu em sợ yêu rồi chia tay thì sẽ khó làm bạn. Đa phần mày không có cần phải học cùng lớp, rồi yêu rồi mày chia tay cũng khó làm bạn nữa, rất khó. Mà đặc biệt là ở cái tuổi này nữa, cái tuổi mà kiểu mà háo thắng bla bla các kiểu, khó nhìn mặt nhau là chuyện bình thường. Yêu rồi thì phải chấp nhận, chấp nhận rủi ro là như sẽ như vậy đó. Ví dụ em lớn, em chín chắn gì đó, yêu rồi thì sẽ có những cái cuộc nói chuyện này đó, khi mà khi chia tay một cách lịch sự đàng hoàng thì tất nhiên mình vẫn làm bạn bình thường thôi. Thì ban đầu mình vẫn còn hơi, thí dụ như sau này chưa yêu mình nó đã tính tới cái việc chia tay rồi, mày thấy không, là tính ra là nó cũng không có thích thằng này ở cái tuổi này, nó không có thích mà vậy, mà là yêu như là một cái cách nghiêm túc, tụi bay thấy không. Nó vừa hỏi là có nên hả yêu người cùng lớp hay không, nó quay qua yêu rồi chia tay, nó tính tới cái việc chia tay rồi, nó tính luôn tới cái việc chia tay rồi. Có nghĩa là khi người ta sẽ hả kiểu như là ban đầu tôi nghĩ tới cái việc hạnh phúc rồi, là kiểu không không nó tính cái việc chia tay rồi, là nó không, cũng không có gọi là nghiêm túc lắm, các bạn hiểu không, là nó tính luôn rồi. Rồi câu hỏi tiếp theo, em muốn làm bạn với nó mà nó lại không chịu anh ơi.
Là có nghĩa là cái thằng này á, nó hỏi con nhỏ này là muốn làm người yêu tao không, đúng không? Nhỏ này bây giờ nó không có muốn, nó không có muốn, mà nó trả lời rồi thằng này lại không chịu làm bạn. Nó hỏi là làm bạn được hay không, tao đọc thôi, tao đọc vậy thôi là cũng hiểu rồi, thằng này tỏ tình nhỏ này không chịu. Nhỏ nói thôi mình làm bạn thôi được rồi chứ tao không có muốn tiến tới cái tình yêu với mày. Thằng này nó không chịu thì thôi. Ngay khi mà em nói là em chỉ muốn làm bạn thôi là anh biết là em cũng không thích thằng nó gì lắm rồi. Đừng thích ở cái tuổi này, đừng có thích cái kiểu giống như là đừng có chấp nhận làm bạn trai bạn gái cái kiểu mà giống như là cho có với người ta. Đừng, nó sẽ hại cái cảm xúc của em sẽ bị dính vào những, bởi vì do em không yêu người ta thật sự, em sẽ bị dính vào những cái cảm xúc mà em sẽ đưa, một là em sẽ đưa cho ta những cảm xúc tiêu cực. Vì em không yêu người ta thật sự thì em sẽ không đối xử tử tế với người ta. Đó, và khi người ta nhận cái sự không tử tế từ em mà người ta yêu em thật sự thì người ta sẽ buồn. Và người ta sẽ, do là người ta còn nhỏ bằng tuổi em nữa thì sao? Người ta sẽ phạt, người ta sẽ sạc lại em những cảm xúc không, cũng tiêu cực không kém. Bởi vì người ta không có đủ, em và cái thằng đó cũng không có đủ cái đủ chững chạc mà để có thể nghĩ tới cái việc phải bao dung cho nhau. Em hiểu không? Cho nên đừng yêu vì phong trào, cho có người yêu với người ta đừng. Đừng bao giờ như vậy, hãy tìm hiểu kỹ. Các em nhớ chưa? Trời đất ơi, mệt quá. Rồi bây giờ còn bữa, ở đây có một cái câu hỏi nữa của một bạn nhưng mà bảo quên bỏ trong này rồi. Cái câu hỏi đó đó là nó nói về cái vấn đề mà, câu hỏi đó các bạn, nội dung nôm na của câu hỏi đó là cái bé đó hỏi bảo là cái bé đó có hả, có đang gọi là tìm hiểu một cái anh gọi là một cái anh hơn bé tới 10 tuổi, mà cái con bé đó là hiện tại bây giờ là học lớp 10 thì phải 2K3 đi học lớp 10 đúng không, phải lớp lớp 11 gì đó, mà nó đang tìm hiểu và nói chuyện giống như là cũng có thính với một cái thằng hơn nó 10 tuổi. Rồi thính qua thính lại, chọc qua chọc lại, thường ngày chọc qua chọc lại vậy đó. Thì có thì bây giờ bé đó nó mới kể là cái hôm đó nó mới vô trong cái bức hình của thằng đó, nó comment, nó giỡn với thằng đó. Bình thường thì hai đứa đều giỡn, thì nó comment, nó giỡn với thằng đó là hình của anh như cứt, hình của anh như cứt. Tự nhiên thích thích người ta tao cũng giỡn, nó vô nó kêu hình hình của anh như cứt. Cái tao mà thiệt sự đúng là trẻ con nít luôn á. Cái xong rồi cái thằng đó nó mới kêu là vậy thì thôi từ nay đừng inbox, đừng nói chuyện nữa. Xong rồi nó giận nó. Thì mày thì nó nói với bảo quá là đơn giản, nó giải thích cho bảo là đó giờ cũng giỡn như vậy. Thì bảo nghĩ ừ đó giờ cũng giỡn như vậy mà sao tự nhiên thằng này bây giờ nó vậy, ủa đó giờ nó không có thái độ mà sao tự nhiên hôm nay thái độ vậy. Thì cái con bé này nó mới, thì cái đó là bảo thắc mắc thôi nha. Thì cái con bé đó mới nó hỏi là vậy thì anh ta có thích em hay không, bla bla các kiểu. Anh ta không nói chuyện với em mấy ngày rồi la la các kiểu. Thì bảo mới bảo 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 muốn nói với em một câu vậy nè, nếu á mà một người đàn ông thích em mà nó yêu em thật sự á thì em có chỉ vào mặt nó, em kêu á mặt anh giống con chó, chỉ mặt nó luôn nha, mặt anh giống con chó em biết gì không, thì nó sẽ quay sang nó sủa cho mặt em gâu gâu liền. Không những nó không chửi em mà nó còn sẽ quay sang sủa gâu gâu nữa. Em hiểu vấn đề không? Nếu mà nó thích em thật sự thì em có kêu mặt đó là con, mặt của anh giống con chó mà, trời anh ơi mặt của anh giống con chó mà, nó quay qua nó sủa gâu gâu liền luôn á đó. Đàn ông mà nó thích mình thiệt sự là nó sẽ chai mặt ra như vậy, nó sẽ hả sẵn sàng chấp nhận luôn, trời em có muốn nuôi anh không, gâu 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 đó, ví dụ vậy. Còn này mà giỡn đó giờ giỡn vậy rồi thì giờ giỡn y chang vậy, cái tự nhiên giận này la la cái kiểu thì chắc là nó chỉ thả thính em chơi thôi, nó nói chuyện chơi thôi. Có đứa nói chuyện chơi cho vui nhà vui cửa thôi, dù gì nó cũng hơn em tới 10 tuổi mà, coi chừng bị dụ nha em, coi chừng bị gạ chịch. Không có nên, mấy thằng mà nó lớn tuổi như vậy á, mà nó lớn hơn mình tới 10 tuổi á thì nó ăn hơn mình 10 năm gạo rồi, nó đã ăn hơn hơn mình 10 năm gạo rồi, coi như trừ đi 2 năm nó ăn dặm, hai năm nó ăn dặm thì nó đã ăn mấy triệu hạt gạo trong bụng rồi. Nó ăn nó khôn hơn em, thứ nhất là nó khôn hơn em không có chơi lại nó đâu, em không làm lại mấy thằng này đâu đó. Nọ cái việc vậy thôi tự nhiên đó giờ nó giỡn với em rất là bình thường, tự nhiên nay em giỡn cái nó thành ra vậy thì nhiều khi cũng là một cái chiêu của nó đó em, mà em không biết thôi đó. Cho nên là
Em nghĩ là thằng đó chỉ thả thính em chơi la la cái kiểu thôi, tự nhiên mà lâu lâu giỡn đó, giờ giỡn vậy cái tự nhiên hôm nay vẫn giỡn như vậy mà tự nhiên nó giận cái nó nói la la cái kiểu, nó không inbox la la cái kiểu thì nó cũng không có thích em lắm. Chứ thiệt sự nếu mà nó thích em, nó yêu em thiệt sự, vậy em có kêu nó với mặt em, mặt của anh giống chó thì nó cũng quay xe nó sủa gâu gâu thôi đó, vậy đó. Nhưng mà thiệt sự là hình của anh như cứt thì cũng hơi kỳ thiệt, nhưng mà anh cũng không hiểu thiệt sự là thí dụ mà hả, đứa nào nói anh vậy anh lóc á chứ anh cũng phải là không biết bắt đâu, đứa nào mà nói anh vậy là anh lóc á nhưng mà cũng vô duyên thiệt, tự nhiên vô hình của anh như cứt mình vô duyên thiệt, cái đó vô duyên thiệt của em. Nhưng mà em nói, tại vì em nói với anh đó là thì anh chỉ phân tích theo cái việc mà đó giờ em nói em kể trong cái tin nhắn đó là đó giờ vẫn giỡn như vậy, thì anh biết là giỡn vậy rồi, anh nghĩ là thằng đó nó quen rồi, tại sao hôm nay thằng đó phản ứng như vậy, chắc chắc cái tấm đó thằng đó chụp đẹp lắm, chắc đối với thằng đó thì cái tấm đó nó chụp đẹp lắm rồi ngầu lắm các kiểu, mà tự nhiên em vô em phán câu hình anh như cứt chắc nó cọc quá em, trời quạo dễ sợ luôn á, tao quạo quá à, tự nhiên hình tao đẹp rồi, nhỏ này nó kêu hình tao như cứt tự nhiên so sánh tao với cục cứt, tự nhiên mặt mặt đang ngầu tự nhiên so sánh tao với cục cứt đó, thì cũng hơi kỳ thiệt. Đứng tới cái góc độ của anh thì anh thấy câu đó nó hơi không duyên lắm, nhưng mà do là em đã khẳng định là giỡn như vậy rất là nhiều lần và nó cũng giỡn như vậy với em, thì anh nghĩ anh chỉ giải thích theo cái khía cạnh đó của em thôi, chứ thiệt sự anh cũng không có nên khuyên, anh cũng không có khuyên các bạn là đi chọc trai kiểu đó đâu nha, không nên nha, mình đàn gái mình cũng phải dịu dàng nha. Tự nhiên hình anh như cứ không hiểu ra luôn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết chương trình Mèo Cú Bích của ngày hôm nay. Thì Bảo sẽ hả livestream Mèo Cú Bích vào mỗi tối thứ ba hàng tuần vào lúc 8 giờ tối. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Bây giờ bye bye, gặp lại các bạn có thể gửi gửi Mèo Cú Bích vào cái fanpage này. Từ giờ trở đi Bảo sẽ livestream trên fanpage đó. Cho nên các bạn cứ gửi Mèo Cú Bích vào cái fanpage đi nha. Cái mắt kiếm của anh đẹp quá bây giờ. Bye bye.